Xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên đây em có một số mặt hàng về âm thanh, về loa bass 20 và hai cặp loa full gain, loa toàn giải anh em. Và hôm nay thì em giới thiệu đến anh em về lại những sản phẩm này nha. Thì hai cặp dòng Sony này lúc trước thì em cũng có bán rồi, nhưng mà hôm nay nó về lại được một cặp. Thì với hai cặp kia, cặp cũ nhưng mà em đã làm gân lại, nên nói chung là chỉ về bán chiếc này anh em mua về chỉ xài thôi, hỏi làm gì hết. Và em bắt đầu em đi giới thiệu đến anh em từng cặp lo nha. Và anh em nào mới vào kênh mà bên em thấy hay, đăng ký kênh ủng hộ nha anh em, và được xem những video mới nhất bên em nha. Em chuyên bên em làm hàng bãi, lo bãi Nhật Mỹ nha, tất cả đều là hàng bãi xịn về hết. Thì nói chung anh em vào kênh bên em thấy hay thì đăng ký kênh mình để mình xem hàng này kia anh em. Và em đi vào giới thiệu đến anh em về cái cặp lo toàn giải này nha, full gain. Dòng này là lo Coran. Coran là trong những dòng lo chuyên làm lo toàn giải anh em. Coran luôn này, hàng chính hãng anh em. Dòng này lo hàng chính hãng nha. Đây anh em nhìn cái vỏ nè. Nó rất là mới, rất là bóng, rất đẹp, mà mùi gỗ rất là thơm nha. Đặc biệt mùi gỗ là thơm, em tháo phía trong bên phía sau bên cho anh em một cái coi nha. Lo chính hãng nha anh em. Cái này hãng làm luôn nha, này chậm lo nè, này nghiêng con về vậy anh em. Đây tháo cho anh em xem nha, anh em nhìn mấy cái mà cái gỗ đó nè, nó có hai ba màu nè, màu đen nè, màu xám nè. Cái gỗ nó làm rất là đẹp, phải nói nó rất là đẹp. Và đây phía sau, phía bên trong anh em đây nói chung là rất mới, cực kỳ đẹp luôn nha. Và đây lo toàn giải anh em nè, hiệu Coran anh em, Coran này nha, hiệu Coran này nha, 20W nè, 8 ohm mà da băng nè. Lo này bass 14 anh em, 14 nha. Lo bass này 14 và một cái chép Coran luôn nha, dòng này chép Coran luôn nha anh em. Chép Coran luôn nha. Đây hàng da này, da băng đồng vàng, tụ da băng đồng vàng nha. Cực kỳ mới, mùi gỗ nó rất thơm. Nói chung hai cặp này rất đẹp anh em. Lo full gain toàn giải. Dòng này có chép luôn. Nói chung cặp này quá đẹp. Thì này anh em hỏi chơi nha, cặp này hỏi chơi nha. Này rất hay nha anh em, này để chơi sưu tầm là rất hay, rất hay anh em, rất hay. Rồi đây là lo toàn giải, nói về là toàn giải Coran nha anh em, Coran nha. Cái lưới làm màu cũng rất là đẹp nha. Và em quay về tất cả những thùng viên góc cạnh, tất cả thùng này nha anh em, nhìn này nha, ha, nhìn góc cạnh này nha. Đó về phía sau này nha, đó anh em nhìn góc cạnh ha, đẹp không, rất đẹp nha. Đó, em quay lại nha, nó lo toàn giải nha. Nói chung cái cặp này anh em chơi thì nó hỏi chơi. Dòng này cũng hiếm có anh em, nói chung mấy dòng này rất hiếm có nha. Và tới cái này lo toàn giải Sony anh em. Cái này Sony này nha, cái lưới làm mà cái giải nó làm rất là đẹp, cái căng làm rất là đẹp. Phải nói là hàng đồ Nhật làm chất lượng anh em. Đồ Nhật thì làm nó sản phẩm nó ra những cái gì nó cũng hoàn hảo anh em, nó là tuyệt đối tuyệt vời. Đây này, má gỗ luôn, đây răng nè, cái răng rất đẹp anh em ha. Và đặc biệt cái cặp này em mua về rất tiếc nó là nó bị lai, hai cái nó bị lai một cái bát anh em. Và em giới thiệu đến anh em cái cặp này là Sony phiểu nha, cái này nó có cái phiểu trước anh em, cái này có cái phiểu nè, em có ghi sao nè. Cái này thì này đúng zin nó này nha, bass 16 luôn, này bass 16 luôn nha. Và em sẽ tháo cho anh em xem này nha. Đây cực kỳ đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Cái lo này rất đẹp luôn, nó có cái phiểu luôn nha anh em, bass 16 luôn nha, bass 16 nha, này bass 16 nha, nó rất là đẹp anh em, nói chung nó tuyệt vời. Em sẵn em sẽ tháo cho anh em xem luôn nha, 16 anh em, cho anh em xem về cái lo phiểu nó luôn nha. Rồi sẵn đây thì em lỡ rồi, tháo cho anh em chiêm ngưỡng cái lo phiểu luôn nha. Đây em tháo ốc luôn cho anh em xem cái chiêm ngưỡng luôn nha. Đây lỡ tay có đây tháo luôn cho anh em xem luôn. Ồ cái này có cái chép luôn nha anh em, dòng này có cái chép luôn nha, chép Sony luôn nha. Chép Sony luôn. Ồ em. Rồi anh em cứ coi đợi em xíu em tháo ra nha. Đây cái lo nó là anh em Sony phiểu nha, là Sony phiểu nha. Ủa này bass 20 luôn cho ta. Ủa này bass 20 ta. Đó này phiểu này dường như nó 20 lên anh em, 20 lần nha. Ủa phiểu nè anh em, phiểu 20 nha.
này Sony phiểu nha, này cặp này do giải toàn phiểu này nha. Ờ, phiểu nha anh em, phiểu nha. Rồi lỡ để anh tay này đi. Bây giờ thì qua tới cái bên đây nha anh em. Cái bên đây thì nó bị la, nó bị lai, cái này thì bị lai nè. Anh em nó bị lai này nha, mất cái chép luôn. Nói chung cặp này thì nó bị mất cái lai. Nói chung cái vỏ Sony thì quá đẹp. Này thằng này thì lo nó lo phiểu đồng trục, cái này lo đồng trục anh em. Này Kenwood này với 163 nè, nó lai cái này nè. Này lai này nè. Này thì đúng Sony nó nè. Cái này lai anh em. Đó anh em xem này nha, lai này nha. Nó một bên là phiểu, một bên thì buồn lo này đồng trục nha anh em, một cái bên cái phiểu. Này em có tháo rồi rồi. Rồi nói chung cái này lo Sony toàn giải anh em, lo toàn giải này nha. Này thùng gỗ nó rất là mới, rất đẹp. Anh em nào mà mua về mua đi mà chuyên để dầm để lấy lo lời thì máy này thì rất tuyệt vời. Và em để cái em gáp lại sơ sơ lại cho anh em để em làm clip nó cho nó đi theo lại nha. Rồi để đây đi. Thì mong anh em thông cảm nha, tại vì mình quay chủ yếu mình bán hàng nha, nên đôi lúc video nó quay lên tốc độ nó hơi nhanh, anh em xem thì có gì không? À, mong anh em thông cảm bỏ qua nha. Nói chung chủ yếu mình làm bán hàng thôi á. Em giới thiệu về sản phẩm cho anh em để anh em mua. Đó anh em xem lại mẫu mã nha. Bây giờ tới cặp Sony anh em. À, Sony đây nè, Sony. Cặp này rất gấu anh em. Tại vì này anh em có xem tìm hiểu trong cái clip mấy cái clip trước em có đăng về nói về dòng phía bên trong của loa này em đã tháo rồi ha. Và hôm nay em tháo lại anh em xem này nha. Sony nè. À, gần mới nè, cực kỳ đẹp. Nói chung là này không có chê nè anh em. Cho anh em xem lại nha. Nó xem lại cái mấy cái Sony này nha. Máy này này là gần tất cả em bên em làm đều rất là gần mới hết trơn nha, rất đẹp luôn nha. Gần rất đẹp. Phải nói rất đẹp luôn. Đó anh em xem. Cái thằng này nó mà hơi màu hơi ngà ngà này, màu đen đen, nhưng thằng này đúng bộ này nha anh em, này cũng ngà ngà luôn nha. Thằng này màu đen đen luôn nha. Đúng bộ nó nha, đúng bộ nha. Và anh em xem lại này nha. Xem lại nha. Ở dưới là ba cặp lo Sony cao kê anh em. Ba cặp lo Sony cao kê. Bass 20 và một cái chép kèn. Một cái chép này chép còi chứ anh em. Cái này chép kèn chứ. Anh em xem này nha. Nói chung là đẹp nha, góc cạnh đẹp nha anh em. Góc cạnh đều đẹp hết nha. Dòng này anh em cao kê thì vô tư đi. Cái con này đánh rất là hay anh em, con này rất hay mà cú lo nó rất là khủng luôn. Cái Sony này nè, Sony này thì cũng được nhưng mà không bằng cái con này nha. Nói chung anh em có gì gọi xem video clip, cái clip mà em nói về nghiêng một lô lo Sony cao kê Bass 20 á, thì hôm nay thì em về được lại. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ bên em nha. Nói chung tất cả đều là hàng Nhật anh em. Hàng bên cho em chuyên làm hàng bãi Nhật, chuyên con về đều đó là hàng em làm tất cả về đủ loại luôn, lo bọng âm ly men đẩy này kia anh em, chuyên đủ thứ anh em. Nói chung anh em nào có mua về bán lại thì liên hệ bên em nha. Đây nói chung là rất đẹp anh em. Hàng này là hàng cái này là hai lo toàn giải. Cái này là bây giờ em nói về giá anh em, về giá nha. Cái cặp lo cô ganh này giá 2 triệu anh em, giá 2 triệu không bớt nha, hết giá anh em. Này mua rất cao. Cặp mà Sony 1 triệu rưỡi anh em, do live bass bán anh em 1 triệu rưỡi nha, không bớt anh em, bên em nói giá là không bớt nha. Và đây là Sony á, mấy cặp này thì anh em là mua thì một cặp 3 triệu, một cặp 3 triệu nha, còn một cặp này 3 triệu rưỡi anh em. Em bán giá công khai này, em bán cho khách xài luôn. Nói chung bây giờ sau này em bán tất cả đều những cái dòng nào mà em để bán cho thợ thì em không để giá cho anh em, mong anh em thông cảm nha. Tại vì thứ nhất là gì, thợ mình mua mình bán giao lại mình để giá thì cái người nhập về khó bán. Chứ lại ví dụ người thợ nó mua lại thì mình nó không có, nó người thợ nó cũng không muốn cho mình bán hàng để công giá lên luôn. Tại vì mục đích em chủ yếu bán cho thợ. Và cái mặt hàng nào muốn bán lẻ cho khách xài thì em bán lẻ khách xài thì em sẽ báo giá cho anh em xài. Tóm lại là bên em làm là làm buôn bán là vậy anh em. Ví dụ anh em nào mà có nhu cầu thì anh em alo nha. Bên em mà anh em nào mà cứ nhắn tin mà
đợi em báo giá rất là chậm nha, tại vì công việc nó rất nhiều, thì dù ai alo tới trước thì hỏi trước rồi em bán trước luôn. Còn những anh em nào không có nhu cầu mà cần thiết thì anh em nên điện alo đi, điện thoại giờ rất rẻ anh em, mình cần thiết cái mẫu đó mình nên điện để mua được hàng, tại bên em ai mua trước em bán trước, nên em không có chờ được anh em. Nói chung cái điều đó thì buôn bán online, bán hàng online là gì anh em, ai mua trước bán trước, không có chờ được. Và em kết thúc video tại đây. Anh em nào có nhu cầu miếng những dòng lo này thì liên hệ, và em kết thúc video tại đây, hẹn lại video tiếp theo. Xin chào Coran nha, xin chào.